xe đạp sau một thời gian dài sử dụng thì các bác cần phải bảo dưỡng, bảo trì để làm sao mà cái phương tiện nó hoạt động trơn tru và bền bỉ. Thì hôm nay video em sẽ hướng dẫn các bác bảo dưỡng một chiếc xe đạp địa hình, làm sao nếu mà các bác có đồ thì bảo dưỡng tại nhà làm sao cho nó ngon nhất các bác nhé. Ở đây thì em đang có một chiếc địa hình Marussi. Thì hiện tại cái chiếc này thì khách hàng người ta đã vứt phơi mưa phơi nắng cũng như sử dụng rất là lâu rồi, thì dẫn đến một cái tình trạng xe này, các cái tình trạng sơ bộ của xe này, thì các cái dòng phơi nắng phơi mưa dẫn đến nó sẽ rỉ sét đó, cũng như là xe rất là bẩn các bác nhé. Dường như là khách hàng đi về là chỉ đi thôi, thường là sẽ không vệ sinh hay là đánh rửa gì cả đó. Đây, tình trạng xích clip và đấy thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác làm sao để làm con xe này nó mới lên và đi nó ngon hơn các bác nhé. Đó là cái quy trình bảo dưỡng của bên em nó sẽ như thế nào. Thì cái quy trình này thì đây là các cái tình trạng đĩa xích clip sau thời gian dài sử dụng các bác nhé. Đó, số má thì dây này nó rỉ này, dây đề dây phanh nó rỉ ở trong này, thì dẫn đến là số má bây giờ lên thường nó sẽ không chuẩn. Đó, đây hiện tình trạng hiện tại, anh quay căng lên xem là nó có bó phanh không nào. Anh nhả ra. Đó, tình trạng bi côn là nó cũng có hiện tượng hãm nhẹ. Bánh trước anh kiểm tra em bánh trước xem nào. Đó, hiện tượng là bi côn nó cũng đã hãm lại nhẹ, và khi cái quá trình bọn em bảo dưỡng thường là bọn em sẽ tháo hết tất cả các trục trước trục sau, cũng như là bi cổ phốt, cũng như là tháo hết tất cả các group đồ này ra, đùi trục giữa để bọn em vệ sinh bảo dưỡng. Và bây giờ thì em sẽ bắt đầu em tháo đồ. Đầu tiên thì các bác cắt cho em cái xích ra. Các cái thao tác tháo đồ này thì em cũng làm rất là nhiều video hướng dẫn rồi, nên là em sẽ tua nhanh cái đoạn tháo đồ thôi. Thì các cái góc nào tháo đồ thì em sẽ quay rõ nhất cho các bác nhìn các cái chi tiết tháo xích như nào, tháo đùi như nào, tháo trục như nào. Tháo trục thì các bác thường thì các bác sẽ dùng một cái vam như này các bác nhé. Thường thì bên trên mạng thì nó sẽ bán cái vam như này rất là nhiều, nhưng cái vam này bên em dùng thì nó sẽ có thêm một cái ốc lõi hãm vào đây. Đó, một cái lõi hãm để làm sao cái vam này nó cứng vào trục các bác nhé, để các bác vặn khi cái trục sử dụng lâu năm nó sẽ không bị toét. Đó, thì các bác nên dùng cái vam mà nó có thêm hãm, hãm thì nó sẽ cứng nó khỏe hơn. Khi còn nếu mà chỉ dùng mỗi cái vam trục này không thôi thì khi các bác vặn ấy, nhiều khi nó bị toét ren. Đó, hãm cứng như thế thì các bác chỉ dùng con cờ lê 24 vặn.
Đây đây là toàn bộ con xe khi em đã tháo hết đồ ra và chiều nay em sẽ thao tác là vệ sinh sạch sẽ các bác nhé. Sẽ kiểm tra tình trạng sơ qua đây này. Ví dụ như con giảm sóc này tại sao nó rỉ này các bác này. Thứ nhất là nước nó vào rất là nhiều. Đây nó rỉ chết cả ti dưới. Đấy thì chiều nay em sẽ vệ sinh lại sạch sẽ toàn bộ đồ này. Đây nó lò xo của nó trong này. Chiều nay em cũng sẽ vệ sinh lại và mỡ màng lại. Cũng như các vòng bi của xe này thì cũng vẫn còn khá là ngon. Các vòng bi đây, vòng bi nó kín nước ở trong Meyer thì nó vẫn còn khá là ngon, thì chiều nay cũng cậy ra em vệ sinh trục giữa thì sau thời gian dài sử dụng đây, đó nó cũng rỉ hết rồi, thì chiều nay em cũng sẽ tháo hết bi ra, em vệ sinh sạch sẽ các cái vòng bi này, đó xích clip cũng như là phanh, hai cái cụ phanh này các bác nhé, các bác vệ sinh thì các bác chỉ đánh sạch và giấy dép và xà phòng cho em nhé, đừng có nhúng vào xăng dầu gì cả nhé. Cụ phanh này cũng như là đĩa phanh thì các bác chỉ đánh xà phòng và nếu các bác cẩn thận thì tháo cái má phanh này ra, trà giấy nhám đi, cũng như là đĩa phanh này, cũng như là đĩa phanh này các bác nhé. Đây đĩa phanh sau thời gian dài dùng nó rỉ đây đó, thì các bác trà giấy ráp đi nhé, đừng có dính dầu mỡ vào cái đĩa phanh này cũng như là vào củ phanh, tại vì nếu mà cái củ phanh này nó dính dầu ấy thì nó sẽ kêu quang quác rất là khó chịu, nó sẽ hỏng mất cái đĩa phanh và má phanh của mình. Đấy thì tiếp đến đoạn video thứ hai, em sẽ vệ sinh tất cả các đồ này để các bác xem quá trình bảo dưỡng của bên em nó sẽ như thế nào các bác nhé. Đó, sau khi tháo hết đồ thì là bên em sẽ vệ sinh qua cái khung xe. Đây các bác nhé, khi vệ sinh qua cái giảm sóc ấy thì cái lớp rỉ nó sẽ hết đây này, các bác lấy giấy nhám nhẹ các bác cọ đi cho em, cả dầu cả hoặc là xăng nhá, thì các bác vệ sinh sạch đi thì nó sẽ hết các cái lớp nhám này. Đấy, hết các cái lớp rỉ này đó, đương nhiên là nó không được đẹp như mới đâu nhưng mà nó sẽ trông nó đỡ bẩn. Vâng các bác, đây là con xe sau khi bọn em đã tháo ra vệ sinh và bảo dưỡng lại toàn bộ xe các bác nhé. Đây, đây là hình dáng khi con xe bọn em làm xong thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Thứ nhất là được tháo ra mỡ màng ở các vòng bi trục này, cũng như là vệ sinh, tắm rửa, tắm giặt sạch sẽ cho xe này. Đấy thì các bác có thể thấy cái sự khác biệt nó rõ ràng luôn. Đầu tiên thì các cái giảm sóc ở đầu tiên nó bị rỉ này, thì bây giờ mình vệ sinh đánh sạch đi thì nó đã tương đối hết rồi, nhưng nó sẽ vẫn còn các cái chấm ở đây. Cái đấy nó khó tránh tại vì nó đã dùng lâu rồi và phơi mưa phơi nắng lâu năm rồi. Đấy anh nhún thử cho em giảm sóc phát. Đấy, các cái chức năng giảm sóc bây giờ hiện tại rất là êm rồi nhá. Đầu tiên hôm qua thì nó có lướt, cái thành ra nó hơi căng, nhưng mà khi tháo ra vệ sinh và mỡ lại thì nó sẽ êm, rất là êm rồi. Đó. Em quay cho em về bánh trước phát. Đấy, các cái độ trớn của bi thì là mình đã làm lại và mỡ màng lại thì nó trớn rất là tốt, cũng như là phanh phiếc mình chỉnh lại ngon lành. Đó, thôi anh hạ xuống giúp em. Đấy, ví dụ như các cái đề sau này bọn em cũng vệ sinh sạch sẽ này. Đấy, xích clip này. Đề trước hôm qua thì là nó rỉ hết thì mình đánh lại thì nó cũng tương đối sạch. Đó. Anh lên các cái số giúp em. Đó, sau khi bảo dưỡng thì là thường là vận hành các cái số má này nó sẽ rất là trơn tru. Đó. Rồi, anh thả ra cho em cái độ trớn của bánh sau rồi.
Đó. Đây là bảo dưỡng, cái gói bảo dưỡng này ở bên em hiện tại thì bên em đang lấy là 200.000 anh nhá. 200.000 các bác nhé. Hiện tại thì bên em đang lấy cái gói bảo dưỡng toàn bộ xe, địa hình cũng như là touring này là 200.000. Đó, thì bác nào mà có nhu cầu về cần về bảo dưỡng xe hay như thế nào thì đem đến các cửa hàng của bên em. Đó, đây là một con xe sau khi đã tắm giặt sạch sẽ lại thì trông cũng khác hoàn toàn lúc khách hàng đem đến đây. Đó, đây toàn bộ video bảo dưỡng một chiếc xe địa hình thì em xin kết thúc tại đây. Em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong các video sau của bên em.